Nhưng công việc thường ngày chắc chứa quá nhiều tổng những là quá tố. Nên vì thế tao dùng cổ cố đẩy rửa hết những điều không khổ. Và tao sống không có lỗ, sống luôn đúng chỗ. Thằng bên bên nó gọi điện là tao tối nay có show. Và tao hỏi nó đang ở môn, nó nói là tao casino. Ta giỡn, mày đang chơi, mày đang giỡn, mày đang mê. Năm bất ngờ tao xuống bệnh nơi có mấy con ghệ đủ ta đi chơi. Vì nên tao muốn buông lơi, có mấy chị em cùng đi sông hơi. Ai cũng nói bên môi, Huỳnh em là bất gì. 95 là sai, tụi em đẹp gái là đúng thiệt. Tự giới thiệu nickname của em là mắm quần đùi áo vỡ.